Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Sa Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Như quý vị đã biết, tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch, tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong tháng 8, công việc của người tuổi Quý Mùi rất chi cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng 8. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Quý Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Vậy cụ thể vận trình tháng 8 của người tuổi Quý Mùi sẽ tốt đến mức nào? Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Quý Mùi sinh năm 2003 có mệnh mộc, dương liễu mộc, gỗ cây dương. Người sinh năm 2003, Quý Mùi thường có tính tình hiền lành, thích sự trầm ổn, không muốn gây nổi bật. Ai kết bạn với những người tuổi này thực sự rất may mắn, bởi vì tuổi Quý Mùi rất trọng nghĩa khí, sống biết trước, biết sau, hết mình với bạn bè nên được nhiều người yêu quý. Thế nhưng, đôi lúc bạn sống vì người khác quá nhiều nên khiến bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Tuổi Mùi khó tránh khỏi những lúc khó xử, chịu thiệt thòi. Vận thế của người tuổi Quý Mùi có những bước phát triển tích cực trong tháng 8 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập và nghiên cứu. Những người đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo, giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Xét về thiên can, Quý âm thủy gặp Kỷ âm thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mùi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp, học tập có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn bè, người thân. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc tháng mới khá lý tưởng, đặc biệt là những ai đang có công việc ổn định, bạn hoàn thành rất tốt trọng trách cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá cao. Ngoài ra, quý nhân vận, đương lúc vượng còn giúp bạn nhận được những tương trợ hết sức kịp thời. Tuy nhiên, thành hay bại, cái chính vẫn phải dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Gia chủ cần mạnh dạn, tự tin hơn nữa, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, hòa đồng với tập thể sẽ rất tốt cho con đường thăng tiến. Những bạn vẫn đang mông lung với con đường phía trước thì đừng quá lo lắng, bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Học cách thích nghi với môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Với những người đang đi học hay có ý định học lên cao, cần tập trung tinh lực, đừng để áp lực tài chính hoặc rắc rối tình cảm làm lu mờ ý chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Nên học cách nhìn xa trông rộng, hướng về tương lai tươi sáng, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để phấn đấu đạt được. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi dự báo tháng này công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc thăng tiến mạnh mẽ. Việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra. Những bạn trẻ mới bắt đầu tư kiếm thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự trợ giúp và chỉ dẫn của quý nhân để tìm ra con đường phù hợp. Hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Cần chú ý rằng trong tháng có nhiều chi phí phát sinh bất ngờ. Dù nguồn thu nhập ổn định thì tiền đến rồi lại đi. Rất cần kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ. Có như vậy bạn mới không bị phá tài. Ngược lại còn có thể tích lũy một khoản cho riêng mình.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá là đáng lo ngại, vì vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên chú ý vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên, vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong tháng này. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không trường hợp xấu là bạn còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nữa. Với những bạn đã đi làm, không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các gia chủ tuổi Quý Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh vượng đào hoa, có nhiều cơ hội làm quen với người trong môi trường mới, tăng khả năng tìm được người ưng ý. Càng chủ động tạo cơ hội cho mình, bạn càng tiến gần đến hạnh phúc. Nam mệnh dù có cơ hội phát triển tình cảm nhưng lại quá thụ động, nhút nhát, rất dễ để duyên đến rồi đi một cách đáng tiếc. Thay đổi cục diện sẽ khác, người sẽ kết hôn. Nếu thay đổi thì cục diện sẽ khác. Người đã kết hôn vẫn trong giai đoạn vợ chồng son nên cuộc sống hôn nhân rất ngọt ngào và hạnh phúc, sống tối bên nhau. Đa số người tuổi này đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình để thoải mái theo đuổi mục tiêu của mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 8 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với những người tuổi Quý Mùi trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức mùng 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức mùng 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của các gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Kết. Quý vị thân mến, dù khó khăn, vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.